Đến với bãi biển Đà Nẵng, du khách không chỉ được tắm biển mà còn được trải nghiệm sử dụng các dịch vụ trên bãi biển. Với bãi biển đêm Mỹ An, do đa dạng các hoạt động dịch vụ hấp dẫn và phục vụ tối đa nhu cầu vui chơi giải trí về đêm nên đã và đang thu hút được đông đảo du khách, qua đó góp phần hình thành nên những bãi biển không ngủ, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của thành phố. Từ 7 giờ tối, không khí bãi biển đêm Mỹ An khá sôi động, nhộn nhịp khách du lịch. Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sau dịch bệnh COVID-19, biển Đà Nẵng đã sẵn sàng đón du khách quay trở lại. Hiện tại đang là mùa cao điểm du lịch và thời điểm nắng nóng trong năm, nên lượng du khách cũng như người dân đến tham quan, vui chơi giải trí tại các bãi biển du lịch là rất cao trong những ngày cuối tuần, nhất là vào ban đêm. Sau khoảng một năm quay trở lại thì tôi thấy Đà Nẵng giống như là hồi sinh trở lại một lần nữa. Và tất cả những cái hoạt động, không khí ở đây rất là náo nhiệt, mọi người enjoy cuộc sống. Rồi tất cả các hoạt động tham gia rất là nhiệt tình. Và mình cảm thấy rất là háo hức khi mà từ Sài Gòn quay trở lại đây. Và hòa trong không khí này thì mình cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khởi. Tại bãi biển đêm Mỹ An, ngoài những cơ sở kinh doanh có sẵn từ trước, như các tổ kinh doanh nước giải khát, các cụm quầy ẩm thực lưu niệm hoặc các khu nhà tắm nước ngọt, thì hiện nay có tất cả 25 đơn vị kinh doanh phục vụ nhu cầu du lịch vào ban đêm. Trong đó, dịch vụ sân khấu ngoài trời kết hợp sinh hoạt cộng đồng, chiếu phim trên bãi biển hay massage trị liệu là điểm nổi bật thu hút khách. Cái khung giờ mà khách đến đây là rất là khuya, thì đó đó sau 9 giờ là mình bắt đầu mới đón khách. Thì ở đây thì mình làm đến 12 giờ. Thì ở đây mình có massage chân, thì thật ra mình có nhiều gói 15 phút, 30 phút, 60 phút, 90 phút để khách hàng người ta có cái sự trải nghiệm. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tắm biển cũng như vui chơi giải trí về đêm tại biển Đà Nẵng, Ban Quản lý cũng đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp. Công tác an ninh trật tự thì Ban Quản lý bố trí lượng trực 24/24, phối hợp với địa phương tăng cường xử lý các cái hàng rong, xe lòng đường và các cái loa kẹo kéo vào đêm. Ban Quản lý cũng đã tổ chức tuyên truyền trên cái hệ thống loa phát thanh ven biển để người dân và du khách khi mà tham gia tắm biển tại bãi biển thì phải thực hiện đúng theo cái nội quy tại bãi biển và tổ chức tuyên truyền trên các cái bảng tại bãi biển. Có thể nói bãi biển đêm Mỹ An hiện tại là một điểm sáng trong chuỗi dịch vụ về đêm tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Nằm trong đề án phát triển kinh tế đêm tại thành phố Đà Nẵng, bãi biển đêm Mỹ An cùng với khu phố đêm An Thượng đã tạo nên tổ hợp liên kết du lịch từ phố ra biển Mỹ An, An Thượng đầy màu sắc, sôi động, khai thác được tiềm năng du lịch tại địa phương. Trong thời gian tới, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ đề xuất một số mô hình tương tự dọc hai tuyến biển Nguyễn Tất Thành và tuyến Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp Trường Sa nhằm đa dạng thêm dịch vụ vui chơi giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.